những vật dụng rất đỗi quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Rổ, giá, dần sàng hay những đồ trang trí nội thất sang trọng được xuất khẩu ra nước ngoài. Tất cả được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo, từ sự cần mẫn của người dân ở một miền quê xứ Thanh. Từ bao đời nay, cây mây, cây tre có mặt hầu hết các nẻo đường đất nước và gắn bó thủy chung với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Qua bàn tay tài hoa của con người thì cây mây, cây tre đã trở thành những vật dụng rất đỗi quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Làng Bình Tây là một ngôi làng thuần nông thuộc xã Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Người dân nơi đây chủ yếu canh tác nông nghiệp và làm nghề mây che đan truyền thống. Nghề mây che đan của Hoàng Thịnh được hình thành vào thời nhà Nguyễn, cuối thế kỷ 19. Ban đầu, ở làng chỉ có một vài gia đình làm nghề đan lát các sản phẩm gia dụng như rổ, giá, dần sàng. Sau dần, nghề lan rộng ra cả thôn, cả làng. Đến nay, gia đình nào ở làng cũng có người tham gia vào việc sản xuất mây che đan. Các sản phẩm cũng ngày một phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong cuộc sống hiện đại. Trải qua hơn 100 năm tồn tại và phát triển, với bao biến cố thăng trầm, nghề mây che đan xã Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa vẫn gắn bó với bà con nơi đây. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghề, ngay từ nhỏ, ông Lê Văn Bình đã có niềm đam mê với từng nan tre sợi mây. Ngày ngày được chứng kiến bố mẹ, ông bà làm ra các sản phẩm như rổ, giá, nong nia. Khi lên 7, lên 8, ông đã có thể ngồi đan phụ giúp cho cha mình. Cứ thế lớn lên, ông tiếp tục nối nghiệp của gia đình. Tôi thì lớn lên thì thấy xưa thì khi các cụ mà đẻ ra bố mình thì làm thì lúc đấy mình còn nhỏ mình không biết. Khi lớn lên thì thấy bố mẹ mình làm cái nghề này thì nó cũng là cái nghề nội địa để tiêu thụ bán ở trong cái nhỏ lẻ thôi. Khi mình lớn lên thì mình cứ theo các bố mẹ rồi ông bà làm cái nghề này, nhưng mà lúc đấy nó nghề lúc đấy nó cái phát triển nó ít, nó không rầm rộ như bây giờ. Hàng thì bán cái nội địa nó nhỏ lẻ nên nó không lớn, thì mình cứ học hỏi làm ấy thôi. Nhưng đến bây giờ thì cái hàng có cái xuất khẩu đi nước ngoài thì nó phát triển mạnh, thì trẻ con với người lớn thì vẫn làm bình thường. Ngày nay làng nghề mây che đan Bình Tây đã đi vào chuyên môn hóa, mỗi nhà làm một công đoạn của sản phẩm. Nhìn những sản phẩm này tưởng chừng như đơn giản, nhưng để làm ra chúng, người thợ phải làm với rất nhiều công đoạn khác nhau. Các công đoạn sản xuất mây che đan đòi hỏi sự cẩn thận, cầu kỳ từ khâu chọn nguyên liệu. Đối với mặt hàng này, nguyên liệu chính là cây tre, cây mây. Cây tre phải chọn cây có gióng đều, thông thường phải đạt độ dài, khi trẻ và đan mới dễ dàng. Để làm cái rổ cái rá ở đây trước hết là mình phải chọn cái nguyên liệu cái vào này, nó phải rán trống này, nó già này, để nó đảm bảo mình làm nó biết đấy, chứ cái vào mà non thì mình không làm được. Đấy thì chẻ cái nan nó mới đều với đẹp, nó mới sáng thì thế. Còn cái làm cái cạp này thì nếu như mà muốn làm để mà lấn thành cái rá này, mình phải cần cái vào nó ráng lên, nó phải qua cái mắt này,
thì nó mới làm cái cặp, vì cái cặp của mình đường kính hàng khoảng 3-40 thì nó không, cái ngắn này nó không vừa, mình phải chọn cái dài hơn, và nó phải cũng phải già mới làm được, chứ nó mềm nó nộn không làm được. Sau đó tre sẽ được đem ra chẻ thành các nan mỏng. Tùy theo từng sản phẩm mà người thợ có cách chẻ nan riêng. Sợi nan lúc thì chẻ thành tròn, lúc thì chẻ thành 7 hoặc 9 nan mỏng. Đối với kỹ thuật chẻ nhiều nan mỏng đều tay thì người thợ có nhiều kinh nghiệm mới làm được. Thân cây tre là thân tròn, phía bên trong lại có lõi nên chẻ không khéo sẽ bị lạng chỗ dày, chỗ mỏng. Với cách chẻ lột, người thợ sẽ có cách lấy được cả phần cật và lõi của cây tre. Chẻ nan tre là một kỹ thuật khó, đòi hỏi người thợ có tay nghề cao. Đây bắt đầu là từ một cái công đoạn, từ một cái thùng quen nữa này. Đây. Vâng, thế là tôi chẻ là đấy. Chẻ đều tay. Bây giờ là phải học mới làm được, bình thường là không làm được. Đấy, chẻ như thế này. Chẻ làm sao cho vẫn cân bằng bằng từng lá một cũng hơi khó đấy. Cái này thì mình chẻ thì cái này là mình phải căn. Ví dụ từ một thanh nữa là mình chẻ mình chắc làm mấy, làm 8 lá không được mà 16 không được, mình phải căn ra làm sao cho đều như vậy được, đều như nhau hết. Cái nghề này thì nghề của truyền thống của cha ông ngày trước để lại. Bây giờ mình mà bước chân vào nghề thì tôi vào nghề đang còn sớm lắm. Ví dụ khoảng 10 tuổi là tôi đã làm được rồi. Khi những sợi nan sau khi được chuốt bóng, người thợ bắt đầu đan thành sản phẩm. Khi đan, mỗi người sẽ có những kỹ năng riêng để hoàn thiện. Nhưng để đan nhanh, đạt hiệu quả cao mà sản phẩm lại đẹp thì không phải ai cũng làm được. Một người thợ trung bình một ngày có thể làm ra từ 2 đến 3 sản phẩm như rổ, giá, dần sàng và các vật dụng khác. Trong các nghề thủ công, nghề mây che đan hiện đang bảo tồn được khá tốt. Nét đặc trưng truyền thống trong sản phẩm mây che là hình dáng đơn giản, mộc mạc nhưng kỹ thuật đan rất tinh xảo. Nghề mây che đan đã giải quyết công ăn, việc làm cho một lượng lớn lao động nông thôn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Trung bình hắn cũng tùy từ người làm nhanh, người làm chậm. Và như mức của tôi làm thì ngày ra được sản phẩm mà ra tiền thì có 150-170 một ngày. Ví dụ như ông già, kể cả như các chú, cả già, như ông nào giờ vẫn đang còn làm kiếm ra tiền được. Thì mình giờ mình làm cũng được, mà mình đi làm ngoài cũng được. Mà con nít nhỏ hơn một tí là làm cũng được. Nên là tôi cũng mong muốn cái nghề này phát triển lâu dài. Cái này thì thực chất là nói bây giờ là cái làm cái nghề máy tia đan này phải người chịu khó. Và phải làm nó phải nhanh nhẹn. Bây giờ những cái tuổi thanh niên bây giờ nó nhanh nhẹn, nó làm có thể là cái nan này nó chẻ nhanh. Hoặc cái làm cạt lợn này nó lên thành cái mê này nó nhanh. Thì đảm bảo số lượng thì nó mới thu nhập được cao hơn. Khi có một lượng hàng nhất định, người dân nơi đây bắt đầu cho sản phẩm vào sấy để tạo màu. Một sản phẩm khi sấy lên sẽ có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với sản phẩm thông thường. Bởi vậy, đây cũng là cách giúp tăng hiệu quả kinh tế cho các gia đình. Trước kia, để sản phẩm bền lâu và có màu nâu đẹp, người dân thường treo rổ giá ở góc bếp hun khói. Nhưng ngày nay, sản xuất mang tính hàng hóa, với số lượng nhiều thì bà con phải làm lò sấy. Lò sấy thường được xây theo hình tròn, sâu xuống lòng đất khoảng từ 1 mét đến 1 mét 2, còn phần trên mặt đất cao khoảng 1 mét đến 1,5 mét. Trước khi cho sản phẩm vào sấy, người thợ phải đổ chấu hoặc mùn cưa xuống đáy lò, sau đó dùng rơm phủ đều lên. Mục đích cho chấu hoặc mùn cưa và phủ rơm lên là để tạo ra một lượng khói nhất định để sấy đều và tạo màu cho sản phẩm. Sau đó xếp một số thanh tre lên để tạo khoảng cách giữa sản phẩm và rơm chấu. Ở cái công đoạn mà để sấy thế này là công đoạn là bảo vệ là hàng là không mọt không mốc,
đó. Nên vậy chất nguyên liệu của cái hàng này là dùng từ là toàn có chất tự nhiên cả, không hóa chất, không độc hại. Đấy, cho nên là mang đến cho người tiêu dùng là thoải mái, vô tư, trong lành và sạch sẽ. Chuẩn bị xong lò sấy, người thợ bắt đầu xếp đều sản phẩm vào lò sao cho một mẻ sấy có thể sấy được nhiều sản phẩm nhất. Sau đó người thợ phủ một tấm bạt nhựa trùm kín lên sản phẩm, ngăn không cho không khí lọt vào. Bởi nếu để không khí lọt vào thì lửa sẽ bốc lên làm cháy toàn bộ sản phẩm đang sấy. Vì vậy khi trùm cũng cần có những kỹ thuật nhất định. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để sấy thành công một mẻ hàng thì không hề đơn giản chút nào. Trong suốt cuộc đời làm nghề của mình, bà Thủy cũng không tránh khỏi những lúc sai sót. Nhưng đó lại là kinh nghiệm giúp bà làm tốt hơn trong những lần sấy hàng sau. Rồi nhiều lúc còn cũng chỗ cô ăn là mình cũng cứ về là nhiều lúc là hai nhà cô vội. Hôn bàn tối á. Còn tối thì cái giống bàn tối thì mình dẹp muối á, giờ bỏ rơm á, mình dẹp nó không kỹ thì nó bốc cháy. Bốc cháy thì đấy tầm 10 rưỡi đêm ạ. Lúc đầu khi đấy dân cũng đi ngủ cả rồi. Lúc đầu là bốc khói thì cô vào cô chữa cháy, nhưng mà còn không được. Trong quá trình sấy, người thợ phải mở lò và đảo sản phẩm ít nhất là một lần để đảm bảo độ đều màu ở tất cả các sản phẩm. Một lần sấy kéo dài từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Sản phẩm sau khi sấy phải đạt được màu nhất định mới đạt yêu cầu. Cái hàng này là hàng mới lấy về, chưa sấy, đang để nguyên. Đấy, cho nên nó đang trắng. Còn như cái hàng này, cái đây là hun 2 lần này. Cái này hun 2 lần là sản phẩm là đã đạt tiêu chuẩn là vàng rồi. Từ trong ra ngoài là đạt hết rồi này. Là được sản phẩm đó là được rồi. Gia đình ông Lê Văn Hà cũng là một trong số rất ít gia đình còn làm tất cả các công đoạn của sản phẩm. 60 tuổi đời cũng là gần 50 năm ông gắn bó với nghề mây che đan truyền thống của làng. Những chiếc sàng, rổ, giá, thúng được ông ưu tiên sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Với ông, đây cũng là cách để giữ nghề và khuyến khích nghề phát triển. Nghề mây che đan cũng có lắm công phu. Mọi công đoạn hoàn toàn được làm thủ công, đòi hỏi người thợ phải có sự cần cù, chăm chỉ và trau chuốt trong từng công đoạn. Nghề không mang lại cho ông một cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng mang lại cho ông sự ổn định về kinh tế cho gia đình. Đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc với người thợ già. Cái nghề mây che đan này của tôi á, là rất mừng là mang lại được cuộc sống cho tôi và mang lại cho những cái dân chúng tôi là có nghề phát triển là được tốt, mà dân chúng tôi là có nghề là làm ăn. Tương lai của tôi là gắn bó với nghề là tôi vẫn cứ phải theo nghề đến cuối cùng. Là tôi phải làm, yêu nghề là tôi vẫn cứ làm cuối cùng. Để làng nghề phát triển, đòi hỏi nguồn nguyên liệu phải luôn ổn định. Khi nguồn cung nguyên liệu đầu vào thiếu, giá thành cao, thường xuyên biến động cả về số lượng, thời gian giao hàng lẫn chất lượng đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại làng nghề gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi triển khai các đơn hàng xuất khẩu lớn. Với tính chất đa dạng của sản phẩm, đồng thời phục vụ những đơn hàng xuất khẩu lớn, nên Hoàng Thịnh đòi hỏi nguồn nguyên liệu đầu vào lớn, phong phú và ổn định. Phần lớn nguyên liệu phục vụ làng nghề được khai thác từ rừng tự nhiên, nhưng thời gian gần đây, việc khai thác nguyên liệu bừa bãi, thiếu quy hoạch đã khiến nguồn nguyên liệu ngày càng trở nên khan hiếm. Để phục vụ nhu cầu của làng nghề, ông Lê Văn Dũng đã đứng ra cung cấp nguyên liệu cho nhân dân. Hơn 20 năm gắn bó, ông Dũng cũng chứng kiến biết bao thay đổi của làng nghề.
Ở cái nghi lễ làng thì như tôi thấy là ở trong tỉnh Thanh Hóa đây là rất là nhiều. Mà cái vùng ở Bái Thước với Quan Hóa thì họ chưa khai thác, thì tỉnh họ vẫn chưa khai thác. Thì đi về thì ngày xưa là đi bè, nhưng mà giờ đi bè về thì thấy cái nghiên liệu nó thâm, nước nó nhiều. Bây giờ nó đi bằng ô tô vận tải thì gấu năm nay thì mai về luôn. Mày luôn thì cái màu sắc nó được tươi, được đẹp thì về mình làm nó đảm bảo hơn, chất lượng tốt hơn. Tôi thì tôi làm thì trước là thấy cái đầu ra là nó ít. Bởi vì chắc là cái mặt hàng của mình ở các nước ngoài là họ cũng chưa chu dụng lắm. Nên sang đến từ năm 2010 nay thì thực lực ra thì trong làng này làm được bao nhiêu thì họ lấy bao nhiêu. Rất là cái sản lượng phải tăng gấp 3-4 lần so với ngày xưa. Chè nứa sau khi được thu mua về sẽ được ông cắt nhỏ thành từng đoạn để người làm dễ sử dụng. Giá thành của nguyên liệu ở đây được tính theo kg, khoảng 4.000 đồng 1 kg chè nứa tùy từng thời điểm. Không chỉ thu mua mà ông Dũng còn cùng với một người trong làng trồng nguyên liệu tại các vùng có tiềm năng để nguồn nguyên liệu ổn định. Khi đi vào chuyên môn hóa, mỗi người dân sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng trên hết, với họ là sự tâm huyết, là tình yêu với nghề truyền thống của quê hương. Và tôi thấy là cần phát huy và bảo tồn hơn nữa. Mà muốn bảo tồn hơn nữa thì mình phải làm được chất lượng tốt. Mà mình muốn gìn giữ được nghề là mình phải yêu nghề. Mà yêu nghề thì mình phải gìn giữ được thì trước tiên là mình đã có được cái nghề trong tay. Thì nghề trong tay rồi thì mình không phải học ai nữa, thì giờ mình chỉ chủ yếu đi ra thị trường mình tìm hỏi. Trước đây, sản phẩm mây che đan ở Hoàng Thịnh chủ yếu xuất khẩu sang các nước Đông Âu. Tuy nhiên, sau những năm 90 của thế kỷ trước, khi thị trường Đông Âu sụp đổ, thì làng nghề có nguy cơ bị mai một. Nhờ sự nỗ lực của người dân, từ năm 2000, làng nghề đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hoàng Thịnh đã nhận được nhiều hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng như rổ, giá, sọt đựng hoa quả, cung cấp cho các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc với số lượng lớn. Xác định uy tín, chất lượng là hàng đầu, các nghệ nhân làng nghề mây che đan Hoàng Thịnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã nên các sản phẩm rất đa dạng và phong phú. Trước đây thì xã Hoàng Thịnh là một cái làng nghề được phổ biến rộng rãi ở trong nhân dân, nhưng khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây thì có do cái tác động của kinh tế thị trường trên địa bàn huyện thì đã có rất nhiều doanh nghiệp và thu hút nhiều lao động trẻ, nên là cái lực lượng lao động đã một phần lớn là tham gia vào các cái công ty đóng ở trên địa bàn. Và chính vì vậy là cái số hộ làm nghề cũng như cái số lượng người lao động tham gia làm nghề truyền thống thì đã có cái giảm. Đấy. Tuy nhiên thì là tuy có giảm nhưng mà bà con nhân dân cũng đang rất là hăng say, đam mê với cái nghề truyền thống của địa phương. Là một trong những cơ sở xuất khẩu mây che đan có quy mô tương đối lớn ở xã Hoàng Thịnh, anh Lê Văn Đồng là một trong những người tâm huyết đưa sản phẩm mây che đan Hoàng Thịnh vươn xa. Năm 1993, khi nghề truyền thống của làng lắng xuống vì không tìm được đầu ra cho sản phẩm, anh Đồng đã tìm cách cải tiến mẫu mã để đưa những lô hàng của mình xuất khẩu. Thị trường Nhật là rất kỳ tính. Cơ bản là người ta sợ nhất là côn trùng, mối mọt và cái tóc của mình dính vào. Thì khi mình hoàn thiện mình phải có một khu riêng. Bên cái bảo quản sản phẩm ấy, cái yêu cầu của khách người Nhật ấy, thì người ta có một số chi tiết là người ta rất khắt khe. Thứ nhất là mình không được làm bẩn, không được để côn trùng. Thứ hai nữa, khi sản phẩm lên là phải đồng đều, màu phải đều. Yêu cầu là tự nhiên 100%, không qua hấp sấy hay là xử lý về công nghiệp. Người ta chỉ khắt khe như thế vì
tất nhiên là đến bên thị trường đấy người ta chủ yếu là dùng đồ đựng đồ ăn, cho nên là người ta rất quý cái sức khỏe người ta, nên là người ta rất cầu kỳ vào đây. Cơ sở của anh Đồng đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 20 nhân công chính thức và hàng trăm vệ tinh trong làng. Từ những chiếc rổ, chiếc giá sản xuất ra chỉ phục vụ tiêu thụ trong vùng, nay đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của làng nghề. Đó là sự nỗ lực không nhỏ của những người tâm huyết với nghề như anh Đồng. Mình vẫn tự hào cái là mình đem được cái sản phẩm của quê hương mình ra nước ngoài. Thì cái thứ hai nữa là mình tự hào đem được công ăn việc làm về cho bà con nhân dân của mình. Dạ vâng. Vừa mang giá trị sử dụng, vừa có giá trị nghệ thuật và tính thẩm mỹ cao. Các mặt hàng của xã ngày càng đa dạng, phong phú, thị trường tiêu thụ được mở rộng. Để sản phẩm mê tre ngày càng lan tỏa, các nghệ nhân ở Hoàng Thịnh không ngừng đi sâu nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng. Các đồ vật trang trí nội thất như tranh phong cảnh, hoành phi, rèm cửa, treo đèn, trong đó đặc biệt là sản phẩm treo đèn với ý tưởng độc đáo, cách tạo màu tự nhiên giúp cho sản phẩm luôn thân thiện với môi trường. Chất lượng đời sống của người dân tăng cao, thị hiếu của khách hàng không chỉ là những sản phẩm mê che đan gia dụng mà còn đòi hỏi ngày càng cao về tính thẩm mỹ. Vì vậy, để có thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm của làng mình, những người dân làng nghề mê che đan Hoàng Thịnh buộc phải phát triển thêm nhiều sản phẩm thiên về thủ công mỹ nghệ và thay đổi luôn cách thức tổ chức sản xuất để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng lẫn chất lượng trong bối cảnh sản phẩm thủ công truyền thống như mê che đan cũng phải cạnh tranh quyết liệt giữa các làng nghề. Chúng tôi là sản xuất trên dưới 10 mặt hàng, chủ yếu là hàng trao đèn, trang trí nội thất và một số cái hàng người ta gọi là hàng sọt để trồng cây cũng như là đựng đồ văn phòng gia đình. Hàng này thì là vừa là xuất sang thị trường châu Âu. Thế thì với cái tiêu chuẩn của nó là không hóa chất, hàng đều được bảo quản theo cái là thật khô và ở một cái nơi thoáng mát thì mới bảo quản được ở thời tiết, điều kiện thời tiết khí hậu của mình. Các loại đèn trang trí với hình dáng và kích cỡ khác nhau. Đèn lục bình, đèn lục giác, đèn ống tre, đèn bát, đèn trái lựu phục vụ cho các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và phục vụ khách du lịch. Mẫu mã các loại đèn mây tre đáp ứng nhu cầu của thị trường, thị hiếu của người sử dụng trong xã hội hiện nay, giúp nghề truyền thống của làng không bị mai một trước sự cạnh tranh của các sản phẩm bằng nhựa giá rẻ. Với bàn tay khéo léo và tài tình, sự mày mò sáng tạo từ mây tre, người thợ thủ công Hoàng Thịnh đã tạo ra những sản phẩm vừa mang giá trị sử dụng, vừa coi trọng yếu tố thẩm mỹ. Trong tương lai thì chúng tôi cũng đang rất muốn được cái sự hỗ trợ của tỉnh để mà có được cái vùng nguyên liệu, để mình chủ động nguyên liệu, cũng như là mình muốn là phát triển thêm nhiều mẫu mã để mà khách hàng người ta có thể đặt hàng đối với mình. Hiện có tới 80% số hộ tham gia sản xuất đồ thủ công mây tre thu hút nhiều lao động nhàn rỗi, từ người già cho tới các em nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều tổ hợp tác sản xuất với quy mô lớn đã được hình thành. Hiện tại cái thu nhập của người lao động làm nghề truyền thống cũng đang mang lại một cái hiệu quả kinh tế rất cao. Có thể để mà tạo điều kiện cho bà con nhân dân duy trì và giữ vững được cái truyền thống này thì địa phương đang tạo những cái quỹ đất mà thuộc xã quản lý để làm sao đó là cho những hộ gia đình có quy mô sản xuất lớn, họ thu hút được lao động, họ mở ngành nghề và thu hút được lao động.
Ngày nay, tuy các mặt hàng nhựa, hàng inox ra đời tạo cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, nhưng hàng mây che đan vẫn có sức cạnh tranh riêng của nó bởi sự an toàn về sức khỏe cho người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Về thực chất cái này nó không có gì là cái về cái độc tố hoặc là cái gì khác cả, mà mình dùng bằng cái loại mây tre đan này nó thực dụng. Cái cây nó mọc lên mình không có đủ là phun thuốc phun gì cả, hay là mình làm cái gì để cho nó, chỉ không phải cái bàn tay của người ta làm ra, thực chất nó không có gì là cái độc tố cả. Gia đình ông Lê Văn Bình có 2 người con, các con của ông đều đang học đại học. Nghề mây che đan giúp vợ chồng ông nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống gia đình. Sau thời gian học tập ở trường, vào dịp được nghỉ học, cô con gái của ông lại về nhà phụ giúp bố mẹ làm nghề. Ở nhà thì cháu thường thấy ông bà bố mẹ làm nghề đan giá, giỗ, dần, sàng. Bản thân cháu thì cháu tiếp xúc với nghề này từ năm 6 tuổi. Dù mai này lớn lên, nếu cháu có đi xa, nếu cháu có thời gian thì cháu vẫn làm nghề truyền thống của ông bà, bố mẹ. Khác gì cái đuổi đâu? Nói hầm nó cứ chờ đấy. Hàng ngày trong căn nhà nhỏ, ông Bình vẫn dạy con, dạy cháu những bí quyết nghề truyền thống. Cái sau này thì nó gọn này, kéo cho nó đều này. Đấy, thì nó mới đẹp này. Đấy, nó kéo lên này này. Đấy, chẳng nó gọn nó đẹp vào này. Đấy. Thế, cắt cái lại này. Trải qua bao biến đổi của thời cuộc, nghề mây che đan ở Hoàng Thịnh vẫn luôn được bà con nơi đây gìn giữ như gìn giữ một truyền thống quý báu. Nghề mây che đan truyền thống mang lại thu nhập, giúp ổn định đời sống cho người dân nơi đây. Có lẽ cũng vì thế mà từ bao đời nay, người dân nơi đây vẫn luôn tự hào và gìn giữ nghề truyền thống của làng mình. Thanh Hoa, ai ơi có về Thanh Hoa, ai ơi có về quê em, hát khúc tình ca, hát khúc tình ca.